Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự buổi trưa. Việc Anh và Mỹ Tuyển xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát vào lúc 11 giờ 30 đến 11 giờ 45 phút trên sóng FM tần số 103,1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tv vn Bản tin thời sự trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021, tạm dừng thi công các dự án giao thông trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Liên đoàn lao động tỉnh tặng vật phẩm hỗ trợ công tác chống dịch. Phong tỏa lập khu vực cách ly y tế một số hộ dân ở khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Đảng đoàn quốc hội kiện toàn công tác cán bộ. Anh, EU, bất đồng về nghị định thư Bắc Ireland. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là địa bàn huyện Dương Minh Châu, ngày 21 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án chủ đầu tư, các nhà thầu đang thi công công trình trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tạm dừng thi công tất cả các dự án giao thông, đầu tư xây dựng bảo trì trên địa bàn huyện Dương Minh Châu kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư thông báo đến các nhà đầu, đang thi công các dự án giao thông trên địa bàn huyện Duyên Minh Châu phải tạm dừng thi công, chỉ đạo nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo giao thông và an toàn giao thông trên công trình trong thời gian dừng thi công. Thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo giao thông và an toàn giao thông trên công trình trong thời gian dừng thi công. Đối với nhà thầu thi công, Sở Thông Nhan tải đề nghị cần thực hiện đầy đủ kịp thời các biện pháp đảm bảo giao thông và an toàn giao thông trên công trình trong thời gian dừng thi công theo quy định như bố trí báo hiệu đường bộ, rào chắn, đèn cảnh báo vào ban đêm, dây dăng bố trí người cảnh giới, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Di chuyển thiết bị, xe máy tập trung ở ban chỉ huy công trình hoặc bãi tập kết, thu dọn vật liệu, vật tư trên công trường để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh công trường sạch sẽ trước khi dừng thi công. Tuyệt đối không để xe máy, thiết bị, vật tư trên mặt đường có phương tiện lưu thông. Bố trí người trực kịp thời xử lý, thông tin các tình huống không đảm bảo an toàn giao thông trên công trường, nhất là khi mưa bão. Đối với chủ đầu tư, Nhà thầu thi công trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại công trình quán triệt cho nhân viên ngựa động phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của ngành y tế và địa phương. Chiều ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến trao tặng quà hỗ trợ xã Phan huyện Dương Minh Châu phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã động viên chia sẻ với những vất vả của chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của xã Phan trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là khi trên địa bàn xã đã xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng vật phẩm chống dịch và tiền mặt cho xã Phan với tổng trị giá 120 triệu đồng. Sáng ngày 21 tháng 7, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tân Châu đã đến thăm hội động viên và tặng quà các tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Được biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Tân Châu đã tiến hành thành lập thêm hai tổ kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn, một tổ tại cổng chào huyện Tân Châu trên đường DT785, một tổ đặt tại trên đường DT781B. Hai tổ đều trên địa bàn xã Tân Hưng, các tổ sẽ hoạt động 24 trên 24 giờ từ ngày 16 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Tại mỗi nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã ân cần thăm hỏi và động viên các cán bộ chiến sĩ cũng như các anh chị em tình nguyện viên đã không ngại khó cùng với địa phương ngày đêm túc trực tại các tổ để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện nhằm ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Sài Gòn 1, xã Tân Hòa. Chiều ngày 21 tháng 7, huyện đoàn Gò Dầu tổ chức đoàn đến tặng quà cho các hộ dân bị cách ly y tế tại ấp chánh xã Hiệp Thạnh. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 6 hộ dân với 24 nhân khẩu tại ấp chánh xã Hiệp Thạnh và một hộ dân với 4 nhân khẩu trên địa bàn xã Thành Đức đang bị cách ly y tế. Mỗi hộ gia đình được nhận một phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm gạo, mì gói, nước rửa tay khô và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời, huyện đoàn Cờ Dầu cũng đã trao tặng 5 phần quà, mỗi phần trị giá 600.000 đồng cho 5 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa dông trên địa bàn xã Thành Đức. Kinh phí của đợt tặng quà là gần 8 triệu đồng, do huyện đoàn vận động từ các mạnh thường quân trên địa bàn huyện hỗ trợ. Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2021, huyện đoàn Dương Minh Châu tổ chức trao quà cho trẻ em đang cách ly tập trung ở trường trung học cơ sở Phước Ninh. Các phần quà gồm 8 thùng sữa, 7 thùng nước ép mãn cầu, 5 thùng nước ép mãn cầu, 21 thùng bánh ngọt được huyện đoàn Dương Minh Châu vận động mạnh thường quân hỗ trợ gửi tặng cho các em nhỏ. Đây là hoạt động hướng về đàn em thân yêu, giúp các em tăng cường sức khỏe, sớm hoàn thành thời gian cách ly để cùng với gia đình trở về cuộc sống thường ngày. Khu cách ly tập trung ở trường trung học cơ sở Phước Ninh hiện đang tiếp nhận hơn 50 trường hợp F1, F2 ở các địa phương, trong đó có gần 15 trẻ em. Cùng chia sẻ với người dân trong vùng dịch, vùng cách ly y tế đang gặp khó khăn, bà Nguyễn Thị Khuê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên định Khuê ở huyện Tân Châu, đã tặng 10 tấn gạo cho các địa phương có vùng cách ly y tế. Trong đó, trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hòa Thành 2 tấn, huyện Tân Châu và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu 1,5 tấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ 500 kg, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành 500 kg, xã Sú Dây 2 tấn, thông qua các tổ chức đoàn thể sẽ phân phối cho người dân vùng cách ly y tế. Ngày 22 tháng 7, công ty sẽ vận chuyển 1 tấn gạo tặng huyện Dương Minh Châu, số còn lại sẽ được trao cho đội ngũ công nhân của công ty và hộ nghèo. Ngoài ra, nhà phân phối Phương Thảo ở phường 3 thành phố Tây Ninh tặng người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Dương Minh Châu 50 phần quà, gồm có một thùng mì gói, đường, nước tương, bột ngọt, góp sức chống dịch là việc làm thiết thực của mỗi người dân hiện nay. Sáng ngày 21 tháng 7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các lực lượng tại các chốt trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và thị xã Trắng Bàng. Tại các chốt kiểm soát, ông Phạm Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân, nhân trẻ Tây Ninh đã hỏi thăm tình hình và động viên lực lượng chức năng tiếp tục dẫn tâm đồng hành cùng hệ thống chính trị của tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm khẩu trang y tế, gheo rửa tay khô, sữa, mì ăn liền và tiền mặt với tổng trị giá 50 triệu đồng từ nguồn vận động đóng góp của các hội viên. Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2021, theo ghi nhận ban đầu của ngành y tế thành phố, sau khi nhận được thông tin bà LTM và bà LTH ngụ khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh đi khám bệnh ở Bệnh viện Hồng Hưng và được bệnh viện test nhanh cho kết quả dương tính thì được giữ lại bệnh viện và phản hồi thông tin về nhà. Truy vết các chị em của bà M ở khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh và test nhanh thì có kết quả 3 người bị dương tính. Riêng chồng và con của bà M ở khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh cho kết quả âm tính ngành chức năng đang tích cực truy vết các ca F1, F2. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Ninh Thạnh khẩn trương phong tỏa đường số 54, đường số 68, hẻm 36, hẻm 38 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phúc để làm test nhanh sàng lọc khu vực này. Vì trong khu vực này có dãy nhà trọ có nguy cơ lây nhiễm cao, để đảm bảo giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, công ty. Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, trước tình hình diễn biến phức tạp, cần lưu ý một số tài khoản Facebook đăng tin người bệnh COVID-19 đang nằm chờ chết tại công ty Billen thuộc khu công nghiệp Phước Đông là hoàn toàn sai sự thật. Thực chất tại công ty này sàng lọc có 7 ca được xét nghiệm khẳng định dương tính. Cơ quan y tế đã đưa 7 người này về khu điều trị an toàn. Sức khỏe của họ đến giờ đều tốt. Cơ quan chức năng đang truy xuất xử lý chủ tài khoản đăng tin không đúng sự thật. Và theo thông tin từ Sở Y tế, qua điều tra ban đầu tính đến sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận thêm 56 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, Châu Thành 7 ca, gồm An Bình 3 ca, Thanh Điền 2 ca, Đông Khởi và Hòa Thạnh mỗi nơi 1 ca. Dương Minh Châu 6 ca, Xã Phan 2 ca, Thị Trấn 2 ca, Câu Khởi 1 ca, Suối Đá 1 ca. Tại Gò Dâu 1 ca, tại Thanh Phước Thành phố Tây Ninh có 9 ca, gồm Hiệp Ninh 2 ca, Ninh Thành 4 ca, Thành Tân 3 ca. Tân Biên có 5 ca, gồm xã Thành Bình 3 ca, Mỏ Công 1 ca, Tân Lập 1 ca. Tân Châu 6 ca, xã Thành Đông 3 ca, Suối Dây 3 ca. Tại huyện, tại thị xã Trắng Bàng 6 ca, gồm An Hòa 2 ca, Phước Chỉ 1 ca, Gia Lộc 1 ca, Đông Thuận 1 ca và Gia Bình 1 ca. Tại Hòa Thanh 1 ca, Long Thành Trung 15 ca địa chỉ ngoài tỉnh đang xác minh. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh được phát trên sóng FM tần số 103,1 MHz. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh và ngay sau đây xin chuyển sang những thông tin thời sự trong nước và thế giới được khai thác từ nguồn thông tấn xã Việt Nam. Trước hết là phần tin trong nước. Chiều ngày 21 tháng 7 tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định nghị quyết của Đảng, Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ thay mặt đảng đoàn quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ các phó chủ tịch quốc hội đã trao quyết định thành lập tổ đảng và chỉ định tổ trưởng tổ đảng ở thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội trao quyết định tổ trưởng tổ đảng đoàn đại biểu quốc hội và trao nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu quốc hội ở các tỉnh thành phố đồng thời trao nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đo lường bằng các kỳ họp của Quốc hội. Bằng hiệu quả tổ chức hoạt động, vì thế tới đây, đảng đoàn Quốc hội sẽ có đề án nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, cũng như tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Quốc hội với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị. Nhắc lại câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất rằng, Quốc hội cần đổi mới nhiều hơn nữa và nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần đổi mới phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa. Hơi thở cuộc sống phải được thể hiện nhiều hơn nữa trong nghị trường, nếu không thì những quyết sách về luật pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước khó có sức sống mãnh liệt. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga ngày 21 tháng 7 thông báo Việt Nam đã sản xuất mẹ vaccine COVID-19 Busnit V thí nghiệm đầu tiên do Nga nghiên cứu phát triển công ty đối tác và Biotech bên phía Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin này. Theo truyền thông nhà nước Nga, các mẫu thử nghiệm từ lô vaccine này sẽ được chuyển về Nga để kiểm tra chất lượng. Hiện quỹ đầu tư trực tiếp Nga và Vabiotech đang tích cực triển khai chuyển giao công nghệ vaccine. Trước đó, ngày 23 tháng 3, Bộ Y tế đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V. Vaccine Sputnik V cũng là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt. Hiện gần 68 quốc gia và dùng lãnh thổ với tổng dân số trên 3,7 tỷ người đã đăng ký vaccine Sputnik V do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 6 và 7 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét đặt cách tốt nghiệp cho 3.234 thí sinh. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất hai phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Theo đó, phương án 1 là tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 trung học phổ thông như kế hoạch ban đầu, với thời gian thi vào ngày 16 và 17 tháng 8, nếu toàn thành phố ở mức độ bình thường mới trong phòng chống dịch, phương án 2 là chỉ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông sau khi đã tuyển lớp chuyên cho các học sinh đã đăng ký các nguyện vọng thi tuyển lớp 10, nếu toàn thành phố ở mức độ nguy cơ hoặc bình thường mới trong phòng chống dịch. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý thính giả, hôm 21 tháng 7, chính phủ Anh đề nghị Liên minh châu Âu đàm phán lại các điều khoản thương mại hậu Brexit dành riêng cho dùng Bắc Ireland. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh dùng lãnh thổ này rơi vào tình trạng hỗn loạn do báo động và gián đoạn thương mại sau thời gian áp dụng thỏa thuận hiện tại, hay còn gọi là nghị định thư Bắc Ireland. Theo thông báo, Anh muốn EU xem xét đề xuất của London về việc thay đổi một phần thỏa thuận Brexit có liên quan tới dùng Bắc Ireland. Anh đã nhiều lần lên tiếng về việc cách hai bên triển khai nghị định thư hiện nay là không thể chấp nhận được và đây là vấn đề cần phải được tháo gỡ khẩn cấp. Tuy nhiên trong phản ứng sau đó, EU bày tỏ mong muốn tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để tháo gỡ khó khăn phát sinh nhưng sẽ không đàm phán lại nghị định thư Bắc Ireland. Tổ chức Y tế Thế giới về WHO hôm 21 tháng 7 đánh giá biến thể Delta của virus Sars-CoV-2 sẽ trở thành biến thể chủ đạo, lấn át tất cả các biến thể khác và trở thành biến thể gây bệnh chính trong những tháng tới. Theo WHO, biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ, tới nay đã lây lan ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ. Biến thể này cũng được phát hiện trong hơn 75% số mẫu bệnh phẩm được đưa đi phân tích chuỗi gen tại nhiều quốc gia lớn. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tại nhiều nước đang trở nên trầm trọng hơn do sự lây lan khó lường của biến thể Delta. Các nước Nga và Đức đều thông báo số ca mắc ở mức cao do biến thể Delta lây lan nhanh. Pháp cũng cho biết biến thể Delta hiện chiếm phần lớn các ca nhiễm ở nước này. Hiện thế giới ghi nhận 3,4 triệu ca mắc mới trong tuần, tính đến ngày 18 tháng 7, tăng 12% so với tuần trước đó. Pháp và Anh mới đây đã nhất trí triển khai thêm cảnh sát và đầu tư vào công nghệ phát hiện tại bờ biển của Pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền chở người di cư bất hợp pháp tới được bờ biển của Anh sau cuộc gặp giữa bộ trưởng nội vụ hai nước pháp sẽ tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tại bờ biển phía bắc nước này cũng như tăng cường các cuộc tuần tra trên không nhằm phát hiện các tàu thuyền nhỏ có ý định dược eo biển manger phía anh bảo đảm tài chính để thực hiện các biện pháp trên trong đó bao gồm việc tăng thêm quỹ cho các khu nhà cho người di cư tại pháp ngoài tăng cường hoạt động tuần tra khu vực biên giới với anh pháp thể thông báo tăng cường đội ngũ cảnh sát tuần tra tại khu vực biên giới với phía tây ban nha và italy và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi trưa hôm nay của đài phát thanh truyền hình tây ninh Chương trình do biên tập viên Thanh Bình, các phát thanh viên Việt Anh, Mỹ Tuyền, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.